Thực hư chuyện Khoa Park vừa về nước vội vàng công khai bạn gái. Vốn là một YouTuber nổi tiếng với nhiều video trải nghiệm những thứ đắt tiền, độc lạ, Khoa Park đã được rất nhiều người yêu mến. Thời gian gần đây thì anh chàng đã trở lại Việt Nam và tiếp tục hoạt động sáng tạo nội dung review ẩm thực xa xỉ trên kênh của mình. Dẫu vậy, trong suốt khoảng thời gian làm YouTuber, người hâm mộ hiếm thấy Khoa Park công khai bạn gái hoặc chỉ nhắc đến theo phong cách nửa đùa nửa thật. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh Khoa Park tự cầm máy quay clip chụp ảnh chung với một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người chú ý. Đáng nói, cả hai còn có nhiều ánh mắt, cử chỉ thân thiết dành cho nhau khiến dân tình nghi vấn nam YouTuber công khai người yêu. Cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cô gái bên cạnh Khoa Park. Tuy nhiên, nhiều fan lâu năm của Khoa Park nhận ra rằng hình ảnh này đã xuất hiện từ khoảng 3 năm, thời điểm trước khi anh chàng sang Mỹ. Không những vậy, nhìn visual của nam YouTuber cũng hoàn toàn khác với hiện tại, từ tóc tai đến vòng cổ. Do đó, nhiều người đã phủ nhận giúp Khoa Park đây không phải là bạn gái hiện giờ của anh chàng. Được biết, cô gái xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với Khoa Park là Dương Thi. Cô nàng xinh đẹp này cũng không phải gương mặt quá xa lạ, bởi trước đó, Dương Thi xuất hiện trong rất nhiều clip của Khoa Park. Khi đó, Dương Thi được netizen gán cho nickname Cameraman của Khoa Park bởi cô hầu như đồng hành trong hầu hết các clip trải nghiệm của Khoa Park, nhưng chỉ làm cameraman giấu mặt, ít khi lộ diện